quý thầy cô giáo và toàn thể các học sinh thân mến. Trong không khí hân hoan chào mừng cả nước đón nhận khai giảng năm học mới, không khí tưng bừng mở cười của hàng triệu học sinh trong cả nước đón chào năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Hôm nay toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trường trung học cơ sở Tam Quan long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới năm học 2022-2023. Trong buổi lễ trang nghiêm này, cho phép tôi thay mặt toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh toàn trường xin gửi tới quý vị đại biểu các vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Sự có mặt quý vị tại buổi lễ long trọng này là nguồn động viên động lực to lớn cho thầy trò trường của tôi trong những ngày năm học mới, thể hiện sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, là sự quan tâm rất lớn của các vị đảng chính quyền địa phương, của nhân dân tới sự nghiệp giáo dục nói chung và trường trung học cơ sở Tam Quan nói riêng. Tôi xin chào mừng năm hai cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường, những thành viên đầy nhiệt tâm huyết, năng lực sáng tạo đã cùng chung tay xây dựng nhà trường từng bước đi lên vững chắc trong những năm qua. Cô cũng rất vui mừng chào đón hơn 835 em học sinh của nhà trường, những người chủ tương lai của đất nước, và bày tỏ niềm ưu ái đặc biệt đối với 237 em học sinh khối lớp 6 vừa nhập trường. Mong rằng 4 năm rèn luyện tại những trường này, các em sẽ cố gắng phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ. Xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc quý vị đại biểu, thầy cô giáo toàn thể các em trong nhà học sinh toàn trường. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh, năm học 21-22 vừa qua, chúng ta đã vượt qua 3 khó khăn của đại dịch Covid-19 để gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo ra nguồn chuyển biến tích cực từ chất lượng đại trà cho đến chất lượng mũi nhọn. Tuy nhiên, thiếu học kỹ thuật di chuyển vào lớp 10 thì không lọt, từ các hoạt động ý nghĩa bổ ích đến việc giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cũng đã được đánh giá cao, cơ sở vật chất nguyên viên nhà trường đã từng bước bổ sung làm mới khang trang sạch đẹp hơn. Nề nếp sinh hoạt nhà trường hoàn thiện, tiếp tục duy trì dùng chuẩn quốc gia trong giai đoạn năm nay. Thành tích đạt được như trên, chúng ta đáng tự hào, trân trọng. Có được điều này chính là sự quan tâm lãnh đạo của các cấp các ngành, của các nhà hảo tâm và phụ huynh học sinh, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên học sinh toàn trường. Bước vào năm học mới, năm học 2022-2023, trường trung học cơ sở Tam Quan sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất, nhà trường tiếp tục khẳng định mình bằng các giải pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững chất lượng, tiếp tục triển khai sáng tạo hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào của ngành bằng những nội dung hình thức thiết thực và phù hợp. Thứ hai, tiếp tục triển khai dạy và học phát triển theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực phù hợp của các đối tượng học sinh, tăng cường nền nếp kỷ cương trong dạy và học, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp đối với 8-9. Tiếp tục năm thứ nhất đối với lớp 6, năm thứ hai đối với lớp 7 thực hiện chương trình sách giáo khoa, chương trình phổ thông giáo dục 2018. Thứ ba, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, tổ chức và tham gia đầy đủ các cuộc thi do ngành tổ chức. Giữ vững mục tiêu giáo dục toàn diện kết hợp giáo dục thể chất, trí tuệ và giáo dục đạo đức nhân cách. Giáo dục hướng nghiệp đặc biệt chú trọng giá trị kỹ năng sống, quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh. Thứ tư, nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi các cấp, giáo viên dạy giỏi các cấp, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sáng tạo trong thiếu nhi đồng trong giáo viên và học sinh. Thứ năm, tích cực tham mưu các cấp các ngành huy động mọi nguồn lực từ xã hội, phụ huynh và chung tay xây dựng nhà trường để được những nhiệm vụ như trên có chiều sâu và hiệu quả. Tôi kêu gọi toàn bộ thầy tập thể thầy cô giáo, cán bộ nhân viên toàn trường phấn đấu xây dựng môi trường là việc khoa học đậm chất nhân văn, ở đó các thầy cô giáo có cơ hội thể hiện tốt khả năng của mình, sáng tạo, khả năng sư phạm, tình yêu nghề nghiệp, cống hiến công sức trí tuệ cho sự phát triển của nhà trường, đem hết lòng nhiệt tình, lòng yêu nghề mến trẻ, trách nhiệm và lương tâm đạo đức nhà giáo để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Đối với các em học sinh, cô tin tưởng rằng các em rất háo bước vào năm học mới có nhiều dự định và hoài bão trong tương lai, và các em hãy cố gắng phấn đấu trong từng tiết học, buổi học, tự giác duy toàn, trung thực, sáng tạo trong học tập và rèn luyện để đạt được kết quả ấn tượng nhất. Kính thưa các vị đại biểu, trong năm học vừa qua, trường trung học cơ sở Tam Quan đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành, của các đồng chí lãnh đạo địa phương, mọi cha mẹ học sinh, v.v. Nhân dịp này,
cho đến thế tôi xin thay mặt tập thể cán bộ giáo viên nhân viên học sinh toàn trường bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến sự quan tâm của quý vị. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các học sinh thân mến, với một không khí sôi nổi hào hứng trong niềm vui sướng hân hoan, thay mặt cho chi bộ hội đồng nhà trường lãnh đạo cán bộ viên chức nhà học sinh toàn trường, tôi xin trân trọng tuyên bố khai giảng năm học mới 2022-2023 của trường Trung học Cơ sở Tam Quan.